Kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi chương trình Việt Nam Hội nhập phát sóng trên kênh VTC10 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành du lịch là một trong những ngành chịu ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề nhất. Và khi du lịch nước ngoài tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn, thì người Việt được khuyến khích khám phá, trải nghiệm các danh thắng và các nét đặc sắc ở khắp mọi miền đất nước. Du lịch di sản, loại hình du lịch có hàm lượng văn hóa cao và nhiều tiềm năng trở nên có sức hút mạnh mẽ. Làm thế nào để thúc đẩy du lịch di sản phát triển bền vững và mang lại nhiều giá trị cho người dân? Mời quý vị cùng đến với câu chuyện tại quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình, một trong 8 di sản thế giới tại Việt Nam được UNESCO công nhận. Việt Nam, điểm đến hấp dẫn gắn liền với những biểu tượng và giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên phong phú. Việt Nam sở hữu khoảng trên 3.000 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia trải dài trên cả nước, trong đó có 8 di sản thế giới đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh, với đủ cả 3 loại hình. Di sản thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa thế giới và di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới. Quần thể danh thắng Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình là thành viên thứ 8 trong mạng lưới các di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản hỗn hợp. Đây cũng là di sản thế giới hỗn hợp duy nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á. Quần thể di sản Tràng An bao gồm khu vực vùng lõi với diện tích 6.200 ha là những khối đá vôi trùng điệp lưu giữ những giá trị độc nhất về cảnh quan, địa chất cũng như nhiều di sản khảo cổ học quan trọng. Khu vực này được bao quanh bởi các cụm vùng đệm có diện tích tương đương 6.000 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp, cánh đồng trồng lúa nước. Và khoảng 1.400 cư dân địa phương, trong đó phần lớn là hộ gia đình cá thể tham gia canh tác nông nghiệp. Năm 2014, sự kiện quần thể danh thắng Tràng An chính thức được UNESCO ghi danh và trở thành một trong 31 di sản hỗn hợp của thế giới, đã mang đến một làn gió mới mẻ và tác động tích cực theo hướng tỷ lệ thuận với sự gia tăng và phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình. Chỉ hơn một năm sau khi quần thể danh thắng chính thức trở thành di sản thế giới, doanh thu trực tiếp từ du lịch của địa phương này ước tính lên đến 40 triệu đô la Mỹ. We see a site that moved in terms of visitors from having several thousand to, I think in 2016, 4 million individuals visited Tràng An, including some, I think, 600,000 foreign visitors. This has been, of course, a very important source of revenue for the province. Khu du lịch văn hóa tâm linh núi Chùa Bái Đính trong vùng đệm di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, quần thể danh thắng Tràng An. Khu du lịch văn hóa tâm linh núi Chùa Bái Đính là nơi lưu giữ các dấu ấn lịch sử, nơi được coi là một trong các trung tâm văn hóa Phật giáo lớn của cả nước và là điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong kết nối tour tuyến du lịch di sản của Tràng An. Kể từ 2014 đến nay, khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, thì Tràng An nói chung và Chùa Bái Đính nói riêng
cũng đã vinh dự được đón các đoàn khách trong nước và quốc tế về đây tham quan, chiêm bái lễ Phật. Khoảng 4.000 lao động trực tiếp tại các điểm tham quan di sản, trong đó phần lớn là lao động nữ tại địa phương tham gia phục vụ khách du lịch. Họ được cấp chứng chỉ, biết tiếng Anh giao tiếp, rất thân thiện và có thể kiêm luôn vai trò là hướng dẫn viên du lịch. Mình đang là nghề nông mà chuyển sang và nghề du lịch thì từ như tất cả mọi cái thay đổi là từ như là ví dụ như là đời sống thì bà con là có công ăn việc làm. Bên cạnh những tác động tích cực từ sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành du lịch tại khu vực di sản mới được công nhận, nhiều thách thức mới cũng xuất hiện. Thực tiễn đặt ra đòi hỏi phải có các giải pháp khắc phục kịp thời, cũng như xem xét lại các mục tiêu phát triển du lịch trong chiến lược dài hạn để bảo tồn di sản và phát triển bền vững. When we look at the challenges that World Heritage face, we can look at them in terms of maybe three things in general. First of all, visitor management. Second is also in terms of, this is related in terms of the management of the site, the wider management of the site. Is there a vision for the sustainable development of the surrounding area? Are local communities involved in decisions? What is the management decision like processing? What is the management decision processing make is like? And I think the third aspect, of course, is as with everywhere else, is in terms of the environment. Heritage tourism and sustainable development are very closely linked. Due to its capacity for job creation, poverty reduction, human development, and environmental sustainability, heritage tourism can benefit countries in a number of ways, offering an opportunity for all-inclusive growth. Với những lý do đó mà quần thể danh thắng Tràng An là di sản thế giới đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam được lựa chọn để thực hiện dự án nâng cao chất lượng du lịch di sản. Mục tiêu tổng thể của dự án là làm thế nào để các hoạt động du lịch tại quần thể danh thắng Tràng An thực sự mang đến những trải nghiệm sâu sắc về di sản và dựa trên di sản. Dự án cũng là sự hợp tác đầu tiên giữa Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình và doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Ở Tràng An nó có một cái điểm nhấn rất là đặc biệt là một cái khu di sản mà đi đầu trong những cái mô hình hợp tác công tư giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các cái doanh nghiệp ở địa phương. Và các anh và cái mô hình hợp tác công tư này nó không phải là ở cái góc độ là giao di sản cho doanh nghiệp quản lý. Cái sự hợp tác công tư của doanh nghiệp cũng như của nhà nước nó gắn liền với nhau, và hai bên trên cơ sở cái dự án được duyệt thì nhà nước tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp. Và ngược lại thì các doanh nghiệp cũng tuân thủ rất là tốt các cái quy định, quy chế về quản lý di sản cũng như là phát triển du lịch một cách bền vững. Thông qua các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, đánh giá kết hợp với thực địa, hội thảo tham vấn, các khóa đào tạo và tư vấn xây dựng quy tắc ứng xử, tiêu chuẩn dịch vụ địa phương, cũng như những kế hoạch hành động liên quan đến các sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa và thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm xanh, các doanh nghiệp quy mô nhỏ và cộng đồng địa phương sẽ được nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng phù hợp với khung quản lý bảo tồn di sản tại quần thể danh thắng Tràng An. Tôi cảm thấy cái khóa học này thực sự là rất có giá trị và ý nghĩa đối với tôi. Tại khóa học thì tôi đã được tiếp cận một cách rất là chuyên sâu và toàn diện về những kiến thức về di sản thế giới, các giá trị nổi bật của toàn cầu của di sản thế giới. Những thông tin này thì càng trở nên hữu ích khi mà lại do là những chuyên gia cao cấp của UNESCO giảng dạy, những các chuyên gia đầu ngành trong khảo cổ học và địa chất học. Ghi danh một di sản có nghĩa là đặt di sản đó trong một khung pháp luật được bảo vệ, chứ không có nghĩa là trao cho di sản đó một danh hiệu. Dự án sẽ tạo ra cơ hội phối hợp, đối thoại nhằm đáp ứng các yêu cầu về quản lý và bảo vệ di sản thế giới theo hướng bền vững và đặc biệt ưu tiên tính cấp bách trong việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới đối với Tràng An vào năm 2018. Những nỗ lực hợp tác của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam với các đối tác thuộc hai khối công tư đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao sự hiểu biết của công chúng về các giá trị cốt lõi và nổi bật toàn cầu của di sản thế giới nói chung và quần thể danh thắng Tràng An nói riêng.
để người Việt không quay lưng với du lịch trong nước.